Hello, xin chào toàn thể các bác. Hôm nay em giới thiệu với các bác một mẫu sản phẩm của công ty xe ép cung cấp độc quyền tại Việt Nam, là công ty xuất nhập khẩu đầu tư thương mại phát triển Tân Việt. Đây, Tân Việt đây. Đấy. Hàng chính hãng công ty, bảo hành 1 năm. Đây, có thể quét QR code này trên này. Cạo thử luôn này. Úi dồi ôi, cạo luôn, nó có chì luôn. Đây. Đấy, cạo luôn, có mã luôn nhá. Các bác về có thể kích hoạt luôn, ok. Thì đây em cạo để thử cho xem là tem chì hay là nhiều cái tem là nó dán vào cho có thôi. Thì đây là tem chì. Đấy, rồi. Mở hộp ra thì bên trong cũng hai lằn bọc nhá. Đấy, bìa ngoài và bìa trong. Đây bên trong là bìa trong, đây bìa trong nó có những gì mở ra này. Đấy. À, nó có giấy tờ bên trong chứng minh nguồn gốc xuất xứ ở phía dưới đây này. Đấy, phiếu bảo hành sản phẩm có đầy đủ thông tin và chi tiết là bằng tiếng Việt nhá. Nhiều cái là Trung Quốc nhưng đây là tiếng Việt này. Thì đây tiếng Việt. Thì đây là nó có hai phần, một phần là thông tin bán hàng này, một phần là thông tin bảo hành này. Đấy. Thì ví dụ các bác mua hàng ấy thì là các bác cung cấp cho em và họ tên, số điện thoại, địa chỉ và mặt hàng gần đấy. Em sẽ ghi trên và dưới. Cái phần bảo hành này là giữ của đại lý, còn trên này là của khách hàng. Đấy, thì là cắt đôi này ra, đấy, cắt nửa phần trăng đấy kiểu vậy rồi. Tiếp theo là có một cái hướng dẫn sử dụng bằng tiếng English, một thứ tiếng đạt tiêu chuẩn quốc tế, dùng cho cơ bản tất cả các sản phẩm bán trên thị trường. Đấy, hoặc là thông tin giao tiếp cơ bản nào là tiếng Anh. Thì đây toàn tiếng Anh thì các bác lưu ý về đưa vào Google dịch nhá. Rồi. Tiếp theo là có một cái tay mic, nó đựng trong một cái túi màu đen, được làm bằng một vật liệu là sợi vải da gì đó. Đây là cái mic của nó. Xe FP506 các bác nhá. Đấy. Thì là cái sản phẩm này nó có hai màu, 306 và 506. 306 là màu đen, 506 là màu xám như này. Đấy, thì là các sản phẩm này thì là đều là của một hãng, của một công ty, hơn nhau màu sắc thôi, còn chất lượng thì như nhau cả. Đấy. Đấy, tiếp theo. Đây, bỏ cái này lên đây đã. Tiếp theo thì là có một cái dây mic ở phần dưới này. Đây, cái dây mic đây. Đấy. Đây là nguyên bản luôn, nguyên chưa bóc ra luôn. Đấy, thì là nó như này. Chiều dài của dây là 8,5m các bác nhé. Chiều dài của dây là 8,5m. Rồi, giới thiệu với các bác như này thôi. Còn các bác về thì tự mở ra, tự kiểm tra, tự thanh toán. Em có hỗ trợ trên cả Lazada, Shopee, Tiki đấy. Rồi, thì đây là đóng gói lại vào. Đấy, bởi vì thiết bị thử bây giờ em là em hôm trước có mấy con vang liền công suất nên các bác đặt hàng xong là cho đi hết rồi. Thôi. Đấy. Bây giờ nói chung là hết đồ thử ở đây rồi, còn không thử được. Còn thường thường các bác nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Có khả năng là các bác được test thử nhá. Các bác nhận hàng được test thử. Đấy là một số sản phẩm là hỗ trợ được test thử, còn một số là không được test thử kiểu kiểu ấy. Mấy này các bác cắm vào alo lên thế là xong rồi, ok. Đấy, mọi thắc mắc hoặc chi tiết thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả các bác nhé. Đấy, sản phẩm hiện tại bên em đang bán với mức giá là như thế này. Một bộ sản phẩm mic này em bán giá cũ là 800.000 một bộ, và khuyến mại từ mùng 1 đến mùng 8 âm lịch hàng tháng là còn có 750.000 một bộ. Các bác nào thật sự quan tâm mua đồng liên hệ trực tiếp số điện thoại dưới phần mô tả. Mọi thắc mắc hoặc đóng góp các bác có thể liên hệ qua số điện thoại hoặc email ở dưới phần mô tả các bác nhé. Đầy đủ thông tin chi tiết các bác có thể tìm luôn cái địa chỉ của em ở trên Google, qua Google Map ấy, thì là qua là các bác vào gõ là âm thanh Kim Ngưu, thế là ra luôn rồi, ok. Các bác có thể liên hệ qua Facebook để đặt hàng, hoặc là lên Google kiểm tra thông tin. Thực tế hơn thì các bác có thể vào ngay kênh YouTube của bên em. Hiện tại các bác đang xem YouTube đấy thì là âm thanh Kim Ngưu. Đấy, các bác vào xem và kiểm tra cho em. Rồi, sản phẩm đây là nó có hai mặt. Đấy. Một đen, một xám. Rồi, ok, hẹn các bác trong video sau. Vậy bây giờ em cạn lời rồi. Hẹn các bác video sau nhá.